Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, nguyên chủ tịch công ty cổ phần hàng không Tre Việt, là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Về số tiền nộp khắc phục hậu quả, đến nay các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, trong đó Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng các bị can trên trong quá trình điều tra truy tố đã chủ động khắc phục, tác động để gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B khoảng 1, điều 51 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị can Trịnh Văn Quyết và hai người em được hưởng tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, bị can Trịnh Văn Quyết tham gia hoạt động thiện nguyện nên được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tài khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự. Bị can Nguyễn Thiện Phú, Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán thành phố, Lê Thị Thiết Hằng, cựu giám đốc Phòng giám sát giao dịch, nguyên giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm T khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Ông Lê Hải Trà có bố đẻ là liệt sĩ nên cũng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm X khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV kê biên của bị can Trịnh Văn Quyết, ba thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 799,6 m2, hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9 m2. Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, cơ quan điều tra đã kê biên bốn thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm 158,3 m2 nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, ba thửa đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, hai thửa có diện tích 200m2, một thửa có diện tích 125,3m2. Bị can Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên hai thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 193,1m2, một thửa có diện tích 165m2. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra soát ngăn chặn giao dịch khóa chiều ghi nợ. Đối với tài khoản đứng tên, các cá nhân gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thủy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp. Đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga